Rồi ngon sốt cho anh em nha. Thì hôm nay mình cũng đang soạn hàng giao cho khách sĩ của mình. Thì mình tiện đây mình sẽ review và giới thiệu đến anh em một siêu phẩm dành cho cái dòng xe tay ga như là Vario, Click, SH Mod, Vision. Đó. Đi kèm giới thiệu thêm những cái mặt hàng khác của shop mà đang dọn cho khách. Thì đây là một siêu phẩm, mình nói thật sự luôn là anh em rất rất ghiền luôn nha. Đó là phuộc Olympi, hay anh em còn gọi là phuộc Olin nha anh em. Mẫu này là mẫu 11 super, hàng super 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 11 dành cho các xe tay ga như là Click, Vario, Vision, SH Mod. Nói chung là size phuộc là 330. Thì xe mà anh em nào đang đi size 330 bình dầu dưới là úp được hết nha anh em, cực kỳ siêu phẩm luôn. Đây mình xin giới thiệu đến anh em, không nói nhiều, mình xin giới thiệu đến anh em hàng siêu phẩm 11. Hàng này thì thôi cực đỉnh luôn nha. Cái nước màu quan trọng nha anh em. Cái đây thứ nhất kiểu dáng bình dầu nha. Rồi núm nha anh em, thiệt nhìn là nhìn chảy ke luôn nha. Chưa kể dập mod chữ luôn nha. Cái này mình nói thật sự luôn nha, lên xe là gần như không ai biết đây là ô long ô lình đại hoàng gia hay là ô lình phay luôn á. Mình nói thật sự luôn, kết hợp với cái này nữa nha anh em. Đây khi anh em chỉ cần gắn lên kết hợp thêm cái này giúp mình nha, trời hơi bị đỉnh luôn. Cái mẫu này mình nhìn đã ưng ý nha. Trên thị trường có rất là nhiều mẫu ô lình dành cho các dòng xe tay ga, nhưng mà mình chỉ bán cái mẫu này thôi nha anh em. Mình chỉ bán cái mẫu này thôi, mình chỉ bán cái mẫu này thôi, tại vì mình thấy rất là ưng ý. Thứ nhất, chân là chân giọt nước, thấy không? Núm giọt nước nha anh em. Nó đây anh em ly cận cảnh nè. Đó. Cái đế CNC trắng phuộc nha anh em, nhìn là hơi bị ghiền luôn. Thêm kẻ lò xo có dập chữ Olin, mã logo đồ nè, cái này là hàng shipper người ta làm y chang. Đó, ở trong nè anh em, ở trong anh em nhìn giúp mình nha. Ở trong anh em nhìn giúp mình nha. Đó. Trời trời, mình nhìn mà mình thiệt mình rất chẳng lẽ mình gắn xe nhà luôn á. Trên nè anh em, nhìn nè. Còn thêm mấy cái này nữa thì thôi. Hơi bị đỉnh luôn. Núm nè anh em. Nhìn cái ti núm thôi quan trọng nha anh em. Nước màu nha, nước sơn nước màu nha. Trời ơi. Rồi tiện cắt chạy CNC chân ở trong nha anh em. Nè nhìn mía mía trong nè, anh em thấy không? Hơi bị đỉnh luôn. Hàng này hơi bị đỉnh luôn nha anh em. Bên mình nếu mà mình đã chọn hàng phách là mình luôn chọn hàng super. Super 11. Vì sao mà mình chọn hàng super 11? Bởi vì căn bản nó có chất lượng hơn, kiểu dáng đẹp. Đó là một chuyện, nhưng mà chất lượng quan trọng nằm ở đó nha anh em. Đó, đúng không? Đây, về anh em quất thêm con ốc titan cái này nữa thì hết bài. Hơi đỉnh nha anh em, kết hợp với cái tem Olin. Tem Olin nha. Đây. Mình nhìn mình còn ưng ý đó mà. Nhớ nha anh em, nếu mà anh em có chơi, hãy chọn giúp mình mẫu này. Cái đây là lời khuyên chân thật của một người bán có tâm. Đó. Là anh em chọn cái mẫu này giúp mình. Mẫu Olin Super nha. Đó, anh em thấy không? Hơi bị đỉnh nha. Đó. Không, cây này cũng vậy, không? Hai cây như nhau. Không, cái này mình lấy về. Thứ nhất là chào mẫu cho anh em, thứ hai mình giao cho khách. Đó. Thì xung quanh đây thì mình cũng đang soạn ít đồ. Không, phuộc Olin. Đây mẫu phụ Olin dành cho Sirius luôn nha anh em. Thì bên mình cũng chọn hàng super luôn, đúng không? Chân giọt nước, chân giọt nước, cái mẫu này cực kỳ đẹp nha anh em. Chân mẫu giọt nước tăng chỉnh, đúng không? Núm nè anh em. Đó. Thì đây mình cũng xin giới thiệu những cái đồ mình đang dọn nha anh em. Cảng xe Bắc Thái nha anh em, đang giao sỉ cho khách nha. Nói chung nè, đó, mẫu mã cho anh em, hàng nào thì không có phải chơi gì á. Hàng quá bên mình bán, mình review cận cảnh cho anh em xem. Không có cái gì gọi là linh tinh lấn cấn hết, đúng không? Lò xo Koji, bố nồi Koji dành cho các xe. Đùm Vario nha anh em, đùm Vario 2019.
không, cho anh em nào đang gắn đĩa làm lỗ là về lắp lắp như zin. Đùm Vario của Thái SDS. Không. Đây cái lòng đĩa quan trọng, lòng đĩa về gắn đĩa làm lỗ nè, sàn lắp như zin. Đó. Mẫu nước nhôm xương bạc, không? Đùm Thái Vario nha anh em. Đó. Bên mình là chuyên các loại đùm, không? Đang soạn cho khách luôn. Khách sĩ bên mình. Đó. Thì họ ốp xương xương thôi, không? Bát CNC, chạy CNC, Vario. Đi đĩa 2.6 gắn heo zin. Không, ốc Salaya, ốc lốc máy Salaya dành cho các xe. Đây khách đang mua ẹt của 211. Ẹt 10 như nhau, không? Đĩa 1 rồi. Thì đĩa 1 rồi với mình là hơi bị đỉnh luôn. Đây, hàng về một nồi dành cho các xe. 135, 150. Đó. Suzuki Rider nha, Suzuki là của Rider xa chia. Sonic có luôn nha anh em. Không. Đây mẫu Sonic nè. Sonic đĩa sau nha anh em. Đĩa sau tất chính, đúng không? Còn đĩa trước của nó là 295. Đó, lắp ráp như zin, mẫu mã đẹp. Thì anh em nào cần cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Anh sớm nha. Đồ chơi phụ tùng xe máy các loại. Không, hàng quá mình đây. Sáng sớm đóng kiện hàng đi sớm cho khách rồi. Bây giờ soạn thêm tiếp đóng nữa. Đó. Rồi mẫu mã mình nhớ nha anh em, mẫu vuột bình dầu Racing Boy này rất hiếm nha anh em. Mình săn được hai mẫu này cực kỳ đẹp nha. Anh em nào cần liên hệ trực tiếp mình. Quan trọng mẫu này trên thị trường bây giờ không còn nha, mẫu Racing Boy bình dầu bây giờ không còn. Mình mà mình săn được. Tức là cái nguồn hàng của mình rất là đa dạng và phong phú nên phục vụ anh em đàng hoàng kỹ lưỡng nha anh em. Đồ Racing Boy chính hiệu, không? Tem chống hàng giả bảo hành đầy đủ. Cuộc nào cũng có nha anh em, series C cũng có luôn nha. Đây, đó, không? Ở đây thì dán cái chân. Không. Bên mình bán đúng không? Đây, đĩa nè. Tem Racing Boy chống hàng giả luôn. Đó. Thì anh em nào cần cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Anh sớm nha anh em. Đồ chơi phụ tùng xe các loại nha. Không, mẫu đĩa AZ, đĩa gì cũng có nha anh em. Không. Nói về đồ Thái thì bên nè, rổ xe bắt Thái. Hơi bị đỉnh luôn. Đó. Nhông sinh dĩa cắt xe, anh em nào gần Tết rồi, thay dọn. Không, phục vụ không? Nhất là rét to nè anh em, nhông rét to, dĩa rét to. Không, kết hợp sên rét to luôn, sên vàng rét to luôn. Hoặc là sên DAD như các clip trước mình có giới thiệu. Không, trợ lực. Trợ lực cổ ma chích, không, kính da dết zin. Không, để em xin hết mà mình về một nùi nha anh em. Không, một khúc 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 nha. Chưa kể nè, mình vẫn còn để dưới luôn nha. Để phục vụ anh em mọi lúc mọi nơi. Đó. Vỏ lốp hàng cao cấp Michelin. Hết hàng này thì không cần phải suy nghĩ, không? Ai có tiền cần hàng chất lượng úp chơi, không có phải lo lắng điều gì hết, không? Vũ Thái mầm Racing Boy nha anh em. Nhất về đồ Racing Boy là bên mình là trùm, trùm tại shop mình thôi chứ không phải trùm với người ta. Và kể cả là Yamaha luôn. Thì anh em nào cần cứ liên hệ trực tiếp với Ngọn shop nha. Phụ tùng đồ chơi xe máy, không? Niền mình để góc dưới một nồi nha, xương xương thôi, phục vụ anh em đầy đủ. Chân thành cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi video. Cần đồ chơi phụ tùng xe máy liên hệ trực tiếp với Ngọc Anh shop 0985 443 051. Không, mình hay chạy ra ngoài giao đồ cho khách thì anh em qua giúp mình, alo giúp mình trước nha, alo giúp mình để mình đón chứ không phải là gì hết. Hàng quá thì luôn trữ để phục vụ cho anh em. Rồi, kính chào anh em. Nhớ nha anh em, mẫu này tê lắm nè, mẫu vuột Vario Super, Olin Super. Mẫu này quá tê luôn anh em ơi. Dứt đi lên xe là hết bài luôn. Rồi, chân thành cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi nha.